Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì mới đây Sony đã bán ra chính hãng sản phẩm Xperia Z2 cho thị trường Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ xin gửi đến các bạn bài mở hộp chiếc Z2 phiên bản chính hãng. Về phía mặt ngoài của hộp thì chúng ta vẫn có hình ảnh của chiếc Sony Z2 được in ngay phía trước. Và phía sau sẽ là một số những cái thông số cơ bản như là công nghệ Triluminous, X-Reality for Mobile, cảm biến X-More-RS và khả năng quay phim 4K cùng với công nghệ chống nước chống bụi IP58. Và sau đây mình xin mở hộp chiếc Xperia Z2 phiên bản chính hãng. Ở ngay phía trên của đỉnh hộp thì chúng ta sẽ có một số những cái giấy tờ liên quan đến điều kiện bảo hành sản phẩm cũng như về cái chương trình quay số may mắn của Sony để có cơ hội nhận được một loa NFC, đồng hồ thông minh cũng như là tai nghe Bluetooth đến từ hãng Sony. Và ở phía bên phải của hộp thì chúng ta sẽ có một cái miếng giấy nhỏ nhắc nhở chúng ta về kích hoạt bảo hành cho thiết bị mới. Và đây là thiết bị Xperia Z2. Ở đây thì mình đang có một phiên bản màu đen. Xperia Z2 thì vẫn giữ nguyên cái thiết kế từ đàn anh Z1. Đó là mặt trước và mặt sau của máy vẫn được trang bị bởi kính cường lực Gorilla Glass. Và xung quanh viền máy thì vẫn là viền bằng kim loại chắc chắn. Đi kèm theo máy Z2 thì chúng ta sẽ có một số những cái phụ kiện thiết yếu như là adapter sạc, cáp micro USB, tai nghe. Tuy nhiên tai nghe đi kèm với Z2 chỉ là tai nghe thông thường, không phải là loại tai nghe cao cấp có tính năng chống ồn. Và một số những cái sách hướng dẫn sử dụng đến từ Sony, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Như các bạn đã thấy ở đây thì mình đang có phiên bản màu đen của chiếc Sony Xperia Z2. Và vì vẫn được trang bị thiết kế hai mặt kính trước và sau nên là ở phiên bản màu đen này thì nó khá là bám vân tay. Nhìn chung về tổng thể thì thiết kế của Xperia Z2 không có nhiều sự thay đổi so với đàn anh Z hoặc là Z1. Và chính vì lý do đó thì ở đây bên tay phải của mình đang có một chiếc Xperia Z1. Và mình sẽ so sánh một số những cái điểm khác biệt về thiết kế giữa Z2 và Z1 với các bạn. Thứ nhất, về màn hình phía trước, Xperia Z2 đã được Sony nâng kích thước màn hình lên 5,2 inch so với 5 inch trên Z1. Điều này thì làm cho máy Z2 của chúng ta có vẻ dài hơn chiếc Z1 một chút. Và về phía bên cạnh bên trái của Z2 ở đây thì chúng ta có thể nhận rõ được sự khác biệt, đó là ở cái khu vực phía trên ta đã thấy chúng ta chỉ còn duy nhất một cái nắp đậy. Và ở đây chính là khu vực khe SIM cũng như là cổng kết nối micro USB. Khác với Z1 thì chúng ta sẽ có hai nắp đậy phục vụ cho hai nhu cầu khác nhau, đó là cổng micro USB và khe cắm thẻ nhớ. Vị trí thẻ nhớ micro USB đã được nhà sản xuất đẩy sang phía bên cạnh phải của máy. Và ngay phía dưới khu vực cắm thẻ nhớ micro SD, đó là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng cũng như phím chụp hình cứng, vẫn giống như ở trên Z1. Tuy nhiên thì đối với những bạn nào tinh ý thì chúng ta có thể phát hiện ra ngay là cái phím cứng chụp ảnh trên Z2 được thiết kế lớn hơn. Chúng ta có thể thấy rằng ở phía bên phải cạnh máy của Z2 đã không còn cái nơi để chúng ta có thể móc khóa thời trang, mà nó đã được di chuyển sang phía bên cạnh trái của máy. Và về phía mặt sau thì Z2 vẫn được trang bị ống kính Z-Lens với độ phân giải 20 megapixel. Và một điểm khác biệt cũng khá là khó nhận ra, đó là vị trí đèn flash ở trên Z2 đã được đưa xuống sâu hơn một chút so với Z1. Về phía mặt trước thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được cái điểm thiết kế mới của Sony về hai cái dải loa. Mặt trước Z2 được trang bị hai dải loa trên và dưới đối xứng với nhau, tạo nên cái điểm nhấn ở trong thiết kế thiết bị mới của mình. Đó là những thay đổi về bề ngoài và thiết kế của Z2 so với Z1. Như vậy mình đã hoàn thành xong cho các bạn bài mở hộp chiếc Xperia Z2 phiên bản chính hãng và đưa ra một số so sánh về những điểm khác biệt so với Z1. Để có thể có những trải nghiệm chân thực hơn, các bạn có thể đến và trải nghiệm tại tất cả các chi nhánh của Sephonet trên toàn quốc. Hiện nay đối với những khách hàng đã đặt hàng trước Sony Xperia Z2 thì chúng ta sẽ được tặng kèm theo một tai nghe cao cấp headphone của Sony, cùng với đó là bao da giúp chúng ta có thể bảo vệ máy tốt hơn. Còn đối với những khách hàng chưa đặt hàng thì cũng có thể đến ngay các hệ thống của Sephonet để sở hữu Xperia Z2 với nhiều quà tặng và khuyến mãi hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.